Nhiều anh chị hỏi em cái lô cây Clary cây lai nha anh chị. Em quay lại cho anh chị cái lô cây này. Cây này bên em trồng từ lâu rồi anh chị nhé. Trồng lâu rồi, bữa nay bắt đầu nó tự nó đẩy con rồi anh chị này. Nó sẽ đẩy cái cây con ở gốc này. Em để ý thấy một số cái chậu cây nó đẩy con ra. Đó, sai lớn rồi, anh chị thấy cái phần thân nó rất là cao rồi. Cái dòng Clary thì cái tốc độ phát triển nó chậm và cái mắc sai của cái lá nó cũng nhỏ thôi anh chị ạ, nó không quá lớn đâu. Chơi cái này dạng như mình chơi cây mini thôi anh chị ạ. Cái dòng cây lai thì mình sẽ lựa ra những cái form lạ lạ một chút như vậy này anh chị này. Lạ lạ một chút như vậy. Nó trái ngược hoàn toàn với cái dòng Clary đắc. Clary đắc thì nó đẹp hơn. Nói chung là cũng tùy thẩm mỹ của mỗi người thôi. Clary đắc thì cái lá của nó nhìn gân của nó đẹp hơn anh chị ạ. Nền nó đậm, gân sáng. Đó. Thì cũng tùy nhu cầu chơi của mỗi người thôi. Người thì thích chơi mấy cái lá lạ lạ một chút. Còn người thì thích chơi những cái mà nền đậm, gân sáng. Cái lô cây Clary đắc này thì em không bán anh chị ạ. Em để em cắt lá, không bán. Em chỉ quay tập trung vào em quay cái lô cây Clary, cây lai thôi. Đó, cây lai đây. Cây lai này em bán 200 ngàn một cây. Anh chị khỏi mất công phải đi đấu giá với gì cả. Giá bán thẳng luôn là 200 ngàn một cây cho giá lẻ nha anh chị. Xỉ thì số lượng từ 10 thì nhắn qua cho em. Xỉ từ 10 nha anh chị. Đó. Khỏi mất công anh chị phải đi đấu giá mấy trăm. Em bán thẳng luôn 200 ngàn một cây lẻ này. Anh chị lấy được số lượng từ 10 cây thì nhắn qua cho em. Số lượng không còn nhiều đâu anh chị, cái lô này em còn khoảng tầm 5-70 cây nữa là em hết rồi. Anh chị là lấy được hết lô thì nhắn riêng cho em nhé. Em xin cảm ơn ạ.